Xin kính chào bà con cô bác. Hôm nay mình xin gửi đến một clip để mà nói về một bệnh lý ảnh hưởng của cái khớp bả vai mặt trước và mặt sau, có nghĩa là hai vai á, tay cô giơ lên rất là khó khăn. Mình qua đây mình làm được bao lâu rồi cô? Lên đây làm cũng khoảng gần tháng rồi. Tháng là 4 lần. Dạ, nhưng mà bữa nay thấy nó cũng đỡ nhiều, đưa tay không được rồi. Nhưng mà nó đỡ, nhưng mà hồi năm cái tay tôi là bị 8 năm rồi. 8 năm. Ai chỉ đâu tôi đi đó, nhưng mà tôi đi nó không có dớ bớt. Nước Tây có, thuốc Nam có, thuốc Bắc có, bóng nguyệt có. Là đủ thứ hết trơn, nhưng mà không có được, nó càng ngày càng thêm. Cho nên mới giờ mới cắt tóc ngắn. Bây giờ biết chú Đồng lên, chú Đồng bữa nay đi được một tháng nay thì nó cũng nhẹ nhàng nhiều rồi. Bây giờ tiếp tục đi tới. Cho nó hết rồi. Thời gian nào uống thuốc thêm cho nó. Rồi, để mình xin giới thiệu thêm cái phương pháp mình điều trị cái thể bệnh này cho tất cả mọi người đều xem nha. Ngoài những cái đau cánh tay và bả vai của cô thì ở trên phần gần cổ của cô thì có một cục bú. Cục bú này khi đến á cũng rất là to. Nè, có mấy gà không có gì mà không để ý nữa, họ không đậu là bự như nào. Bữa nay sao nó sẽ mất. Đây là cục bú trên gần cổ. Cái nơi này rất là quan trọng, tại nơi này nếu mà bị tắc nghẽn á dễ ảnh hưởng của cái tai. Dễ ảnh hưởng của tai và khi máu nó lưu thông lên đầu nó cũng rất là khó khăn. Ảnh hưởng rất là nhiều. Mình xin giải thích á, ở phần bệnh lý của cô này á thì cổ đau ở bả vai lan xuống mặt trước và mặt sau của cánh tay. Bệnh lý này thì mình cũng nói thêm là ảnh hưởng của cô là ảnh hưởng hai cái đường kinh, một là đường kinh phế mặt trước và đường kinh tiểu trường ở mặt sau. Thì khi mình chăm á, mình nên xác định là bệnh lý đó đau ở cái thể nào, ở thuộc cái dạng đường kinh nào thì mình điều trị theo một cái phương pháp nhất định thì sẽ có kết quả rất là tốt. Thì cách điều trị á, nó cũng giống như mình điều trị ở phần chân thôi. Ví dụ như mình xác định đó là ví dụ như bệnh thần kinh tọa là do đường kinh nào, đường kinh bàng quang hay là đường kinh đởm, thì mình điều trị nó không có phí cái thời gian và mình trị nó chính xác quyết hơn. Mình cũng khuyên với tất cả những bệnh nhân khi mà ảnh hưởng của cái đau khớp bả vai á thì do nhiều cái nguyên nhân dẫn đến, mà đại đa số là chúng ta làm việc nhiều khi là sai tư thế hoặc là ảnh hưởng của thoái hóa đốt sống cổ, nhiều thứ. Thì chúng ta khi mà bệnh lý đến á, chúng ta dành thời gian nhiều một chút xíu để nghỉ ngơi rồi điều trị nó sẽ có kết quả tốt hơn. Chứ thật ra bà con, có nhiều bà con bệnh rất là nặng nhưng mà cũng gắng cố gắng vì kinh tế, làm vừa đi điều trị bệnh rồi về làm việc cật lực thì cái hiệu quả mà điều trị thì lại nó sẽ chậm hơn. Nguyệt đầu tiên mình sử dụng đó là nguyệt đại trữ, là nguyệt thứ 11 của kinh bàng quang. Nguyệt đại trữ là hội nguyệt của ba mạch kinh, ví dụ như mạch đốc nè, thủ thiếu dương và chính là thủ thái dương. Đây là một trong bốn huyệt giúp hạ nhiệt ở vùng ngực và có giúp giải phóng dương khí ở cơ thể. Thì mình cũng nói là huyệt đại trữ là huyệt thanh nhiệt, thì nó có tác dụng là khu phong tà, thư cân và giải nhiệt ở phần biểu. Thì nói chung là huyệt này nó giúp loại bỏ nhiệt tà và hàn tà ra khỏi cơ thể để giải biểu, làm cho ra mồ hôi, từ đó có tác dụng làm giảm đau đầu. Các chứng như là cứng cổ, vai gáy nè, quẹo cổ nè, đau nhức thắt lưng cho thoái hóa khớp, thoái hóa cột sống thì cũng áp dụng rất là tốt nha. Huyệt kế tiếp á, mình sử dụng đó là huyệt phong môn, huyệt thứ 12 của kinh bàng quang. Tác dụng của huyệt phong môn á, là có khả năng là phòng tránh gió độc nè, giúp thanh nhiệt giải tà hiệu quả. Tác dụng của huyệt đạo này có khả năng là thanh lọc phần biểu của cơ thể, từ đó là giúp loại bỏ các độc tố bên trong cơ thể để
trừ độc, điều hòa khí huyết và ổn định cơ thể. Nhờ đó mà nó có thể giúp cho ta tránh, nếu mà tác động lên huyệt á thì sẽ giúp cho chúng ta tránh những bệnh lý như là cảm mạo nè, viêm phế quản nè, đau mỏi lưng vai gáy nè, và dẹo cổ gáy. Huyệt tiếp theo mình điều trị đó là huyệt Thiên Tông, huyệt thứ 11 của kinh tiểu trường. Tác dụng của huyệt Thiên Tông là nó giải tà ở thái dương kinh, tuyên thông khí trệ ở sườn ngực. Nó chủ trị là như là bả vai đau nè, cánh tay đau rất là tốt. Huyệt kế tiếp là huyệt Kiên Trinh, huyệt thứ 9 của kinh tiểu trường. Thì tác dụng của huyệt Kiên Trinh là nó sơ phong hoạt lạc, tán kết và chỉ thống. Nó chủ trị là quanh khớp vai đau nè, tổ chức phần mềm quanh khớp vai đau, cánh tay đau, chi trên liệt, mồ hôi nách ra nhiều. Huyệt mình cũng vừa chăm là huyệt Nhu Hội, huyệt thứ 13 của kinh Tâm Tiêu. Công dụng của nó là trị vai và cánh tay đau, khớp xương vai xương đau và các bệnh về mắt rất là hay. Huyệt mình dùng đó là huyệt Tiêu Lạc, huyệt thứ 12 thuộc kinh Tâm Tiêu. Thì huyệt Tiêu Lạc á, nó cũng hỗ trợ được cái đau cứng cổ gáy nè, cứng lưng nè, đau răng và cánh tay đau rất là hay. Ở phần trước á, thì mình cũng giới thiệu thêm là mình chăm huyệt đầu tiên mình chăm á, là chăm huyệt Trung Phủ, là huyệt thứ nhất của kinh phế đó. Thì mình giải thích huyệt Trung Phủ chỉ là nơi là kinh khí hội tụ, huyệt là nơi hội tụ mạch khí của kinh phế giữa ngực và nơi thần khí của phế hội tụ, vì vậy gọi là Trung Phủ. Huyệt mình mới chăm là huyệt Hiệp Bạch, nó giúp trị đau nhất cái vùng cánh tay rất là tốt, nó hỗ trợ thêm. Ở phần tay đối diện á, thì cô lại bị ảnh hưởng của đường kinh đại trường và đường kinh đỡm, cho nên mình xử lý những huyệt đạo trên hai đường kinh này. Huyệt mình sử dụng đó là huyệt Kiên Tĩnh, huyệt thứ 21 của kinh đỡm. Tác dụng của nó là trị đau vai lưng nè, cổ gáy cứng nè, tiếng vú viêm, rong kinh cơ năng, lao hoạch cổ, bại liệt do trúng phong. Huyệt mình sử dụng đó là huyệt Kiên Ngung, huyệt 15 của kinh đại trường. Thì tác dụng của huyệt là thanh thiết quả khí ở dương minh, khu phong trục thấp giải nhiệt. Nó chủ trị là cánh tay đau nè, vai đau, khớp vai đau nè, cơ đau do phong thấp, bán thân bất tội và bệnh ngoài da rất là hay. Thì phần ở bên đây mình cũng hỗ trợ thêm huyệt Thiên Tông. Thì mình cũng nói là đau bả vai, viêm quanh khớp vai, thì chúng ta sử dụng hỗ trợ thêm huyệt Kiên Tông thì nó rất là tốt. Huyệt cuối cùng mình sử dụng đó là huyệt Tý Nhu, huyệt thứ 14 của kinh đại trường. Tác dụng của huyệt Tý Nhu á, là thông lạc và minh mục. Huyệt Tý Nhu thì nó chủ trị là đau vai, cánh tay đau nè, chi trên liệt, bên mắt. Về phần thuốc á, thì mình cũng xin giới thiệu thêm những bài thuốc mà mình hỗ trợ thêm bệnh lý của cô. Thì vị thuốc đầu tiên của mình sử dụng đó là vị thuốc Khương Hoạt. Thì Khương Hoạt nó có tác dụng là phát hàn giải biểu, nó thắng thấp trừ phong hàn và thông kinh hoạt lạc. Cái dược liệu này á, thì dùng để trị cảm mạo do hàn nè và đau nhức xương khớp do thấp. Tuy nhiên người mắc các chứng bệnh do huyết khư á, thì chúng ta không nên dùng những vị Khương Hoạt này. Vị thuốc thứ hai á, thì mình sử dụng vị thuốc Phòng Phong. Phòng Phong mình cho 8 gram Khương Hoạt, mình cũng 8 gram. Thì Phòng Phong á, mình cũng nói rồi, nó là trị thuốc điều trị những cái chứng phong rất là tốt. Bởi vậy mình thường thường những bài thuốc mà về điều trị về đau nhức mình hay có để Phòng Phong. Thì Phòng Phong á, nó còn có tác dụng là chống dị ứng và nâng cao cái thể miễn dịch của mình rất là tốt. Vị thuốc thứ ba thì mình dùng xuyên khung 8 gram. Thì xuyên khung thì nó có tính năng hoạt huyết rất là tốt, cho nên mình dùng xuyên khung để nó hoạt huyết, nó hỗ trợ cho những bệnh lý bị tắc nghẽn rất là hay. Vì thuốc kế tiếp á, là mình dùng cốt tối bổ 10 gram. Thì cốt tối bổ nó có tác dụng là mạnh gân nè, hành huyết, phá ứ, cầm máu, khu phong và trừ thấp, giảm đau. Thì nó hỗ trợ các bệnh lý như chữa thận hư nè, tiêu chảy kéo dài, chấn thương nè, bong gân nè, tụ máu.
máu thôi. Sai khớp, gãy xương, đau nhức xương khớp, ù tai rất là hay. Thiên niên kiện á, thì mình dùng 10g. Thì thiên niên kiện á, nó có cái chủ trị là trừ phong thấp, là cường gân cốt. Nó chủ trị được là phong hàn thấp. Nó gây thắt lưng đau, là gối lạnh đau, là chân tay co rút tê bại. Ở phần bệnh lý của cô này thì trị vị cũng không được tốt, cho nên mình gia thêm là bạch trực 12g. Thì bạch trực á, là nó vị thuốc có thể chữa viêm lép dạ dày nè, suy giảm chức năng gan, tăng chậm tiêu, nôn mửa, tiêu chảy, viêm ruột mãn tính, ốm nghén hoặc là sốt ra mồ hôi. Bên cạnh đó thảo dược này cũng làm thuốc lợi tiểu, trị ho, trị đái tháo đường, và nó hỗ trợ điều trị cái dạng ung thư phổi và các biến chứng do chạy thận rất là tốt. Ở bệnh lý này thì mình gia thêm 16g bồ công anh, tại vì hỗ trợ thêm một cái bệnh lý của cô là cô nổi cái bú ở phần cổ. Tế tân á, thì mình cho 6g. Thì tế tân nó có cái tính năng là nó hỗ trợ cái cảm mạo do lạnh. Những triệu chứng như là nhức đầu, sổ mũi, ho và đàm nhiều. Đau nhất thì nói chung là có tế tân vô rất ok. Thì hỗ trợ thêm cái phần tỳ vị á, thì mình có cho 12g hoài sơn. Thì hoài sơn á, thì nó hỗ trợ cái vấn đề mà tỳ vị hư nhược, ăn ít, tiểu nhiều, tiêu chảy, lâu ngày không khỏi, thì hoài sơn nó hỗ trợ cho rất là tốt. Cam thảo thì mình cho 6g để nó điều hòa các vị thuốc và dẫn các vị thuốc. Táo á, thì mình cho 4 quả để nó bổ khí và kiện tỳ. Trần bì á, thì mình cho 4g. Và gừng á, thì mình hỗ trợ thêm 3 lát. Đến đây mình xin kết thúc clip, và cũng xin chúc cho toàn thể bà con cô bác luôn luôn được nhiều sức khỏe, vạn sự như ý, và gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống nha.